Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà, các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp lại rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác, kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngay tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bây giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa bạn chị em, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta hay đặt ra những cái vấn nạn với Thiên Chúa. Mình hay đặt những cái câu hỏi: tại sao? Tại sao Chúa cho cái thằng đó hay cái đứa nọ xấu xa, gian ác, lừa lọc, lại làm ăn nên làm ra là giàu có, trong khi đó còn buôn bán, làm ăn, sống đàng hoàng, thì lại khố rách áo ôm, lại nghèo khổ mãi? Hay cái đứa gian ác lừa lọc thì nó lại sống khỏe, sống mạnh? Còn con ngay chính thật thà, hay bạn con, hay người thân của con sống tốt lành như vậy mà Chúa lại cất đi sớm? Qua đó cho thấy mình đặt ra những cái vấn nạn tại sao. Thì hôm nay qua bài tin mừng, Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn về cỏ lùng và lúa tốt ở trong ruộng. Đó là một cái lời giải thích cho chúng ta về những cái vấn nạn mà mình hay đặt ra. Vậy thì qua lời giải thích dụ ngôn về cỏ lùng, để cho chúng ta khẳng định một điều: từ khởi đầu, Thiên Chúa gieo vào trong thế gian này những hạt giống tốt, những hạt giống thuần chủng, không có bị loại tạp chất trong đó. Nhưng trong thời gian thì ma quỷ, những kẻ xấu đã gieo vào trong thế gian những cái điều xấu, để rồi chúng ta đã trở thành, để rồi lúa phải sống chung với cỏ lùng. Vì vậy mà chúng ta thấy không lạ gì khi mà giáo hội hoặc là mỗi người chúng ta luôn gặp phải những cái chống đối, nghịch thù, những cái thế lực tội lỗi luôn tìm cách để hại linh hồn của mình. Hay có thể nói, chúng ta có thể kết luận, nếu mà chưa đến ngày tận thế thì con vẫn phải sống trong cái cảnh vàng thau lẫn lộn, nghĩa là cỏ lùng vẫn sống với lúa cho đến ngày tận thế. Vậy thì đứng trước những cái thực trạng vàng thau lẫn lộn, cỏ lùng và lúa sống chung như thế, mình hay có một cái thái độ giống như những người đầy tớ hôm nay đi nói với ông chủ để cho đi nhổ cỏ lùng ngay tức khắc, mà muốn diệt cỏ đến tận gốc. Nhưng Thiên Chúa thì không như thế. Thiên Chúa thì luôn luôn kiên nhẫn, vì thế mà ông chủ bảo cứ để cho nó mọc lên. Thiên Chúa muốn con từ từ, ngày kiên nhẫn và ngày tin và hy vọng, hãy cứ để cho cả hai cùng mọc lên cho đến mùa gặt. Đó mới là thái độ của Thiên Chúa. Và thứ hai là Thiên Chúa cho cỏ lùng mọc chung với lúa, là Thiên Chúa muốn cho con người, những người tội lỗi,
có cơ hội ăn năn thống hối. Như lời ca tụng trong Thánh Vịnh 103 câu 8 có ca tụng: Thiên Chúa là đấng từ bi, hay thương xót, chậm bất bình và giàu lòng nhân ái. Qua đó cho thấy Thiên Chúa luôn nhân hậu, kiên nhẫn và đợi chờ. Đúng như vậy, đúng như bản chất của Thiên Chúa là Ngài không bao giờ muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn thống hối và được sống. Như lời của Thánh Augustino nói, Thiên Chúa muốn cho kẻ dữ sống chung với người lành là để mưu ích cho nhau. Thánh Augustino nói, người dữ giúp cho người lành kiên nhẫn chịu đựng, và người lành giúp cho người dữ sửa mình. Thật vậy, cái thước đo tình yêu của Thiên Chúa khác với cái thước đo tình yêu của con người. Cái thước đo của Thiên Chúa là một cái thước không có giới hạn, vô biên. Cái thước đo của con người là cái thước có giới hạn. Vì thế mà chúng ta luôn luôn muốn cho người tội lỗi, cho kẻ gian ác phải chết ngay tức khắc, chết theo cách quyết đoán phán xét của mỗi người chúng ta. Còn Thiên Chúa thì không như thế. Thiên Chúa nhẫn nại, hy vọng và tin tưởng, vì Ngài ghét tội nhưng lại yêu thương kẻ có tội, vì họ còn có thể thống hối để được ơn tha thứ. Nếu mà Thiên Chúa nhổ cỏ lùn ngay tức khắc thì làm sao có một Phêrô chối Chúa có cơ hội để ăn năn trở thành nền tảng của giáo hội hôm nay? Nếu Thiên Chúa mà nhổ cỏ lùn ngay tức khắc thì làm sao có một Thánh Phaolô bắt hại đạo trở thành tông đồ nhiệt thành rao giảng lời Chúa? Nếu mà Chúa nhổ cỏ lùn ngay tức khắc thì làm sao có một Thánh Augustino tội lỗi trở thành một vị thánh lỗi lạc của giáo hội? Vậy thì thưa ông bà, anh chị em, Thiên Chúa làm được mọi sự. Ngài có thể biến cỏ lùn thành lúa, Ngài có thể làm những điều dữ thành điều lành, và Ngài cũng có thể vẽ những cái đường thẳng trên những đường cong. Vậy thì qua bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy cỏ lùn mà biến thành lúa có thể nói là không thể, nhưng mà vì chúng là khác chủng loại của nhau, còn có người thì người tốt vẫn có thể trở thành người xấu, mà người xấu vẫn có cơ hội và vẫn có thể trở thành người tốt. Vậy thì qua bài tin mừng hôm nay, chúng muốn nhắn đến mỗi người chúng ta một cái thông điệp là hãy đối xử với nhau bằng tình thương mà chính Thiên Chúa đã đối xử với mình. Chúa cho con có cơ hội để ăn năn thống hối, để quay trở lại, thì chính con cũng phải biết cho anh em con một cái cơ hội đó. Nghĩa là mình không bao giờ đặt một cái dấu chấm hết cho một con người còn đang sống, vì họ vẫn có thể thay đổi trước giờ chết, cũng như tên trộm lành vẫn có thể nói với Chúa: Ngài về nước trời thì xin nhớ đến con. Chỉ cần một câu nói đó đã thể hiện một người tội lỗi ăn năn thống hối và được trở về với Chúa. Vậy thì xin cho mỗi người chúng con biết kiên nhẫn và biết sống với nhau bằng tình thương của Thiên Chúa, biết đợi chờ nhau để cỏ lùn trở thành lúa tốt, để rồi tất cả chúng ta đến mùa gặt được đem vào kho lẫm của Thiên Chúa. Amen.